Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay công ty xin giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe vừa được công ty thu về. Đây là chiếc xe Toyota Camry 2.5Q sản xuất năm 2019. Xe mang biển số thành phố và đã di chuyển được 34.000 km nha quý anh chị. 34.000 km thôi. Màu ngoại thất là màu đen đặc biệt nha quý anh chị. Chắc xe mới vừa được thu về, chưa được vệ sinh, chưa được dọn dẹp gì hết. Hiện trạng của xe này quý anh chị, đây. Cản thì này nọ là nước sơn còn rất là đẹp luôn, không có bị trầy xước gì hết nè. Đèn riêng theo xe nè, do xe mới vừa thu về cho nên là những cái vết ố nó còn trên capo này nọ nè, thì những chỗ này sẽ được đánh bát đánh bóng đồ lại cho cái xe nó mới mẻ nha quý anh chị. Rồi cản bên phía phụ nè quý anh chị, có một số cái vết xước nhỏ nè thì sẽ được công ty sơn và đánh bóng lại nha. Rồi tình trạng mâm lớn nè quý anh chị, xe thì sở hữu 4 lớp riêng theo xe do đi được có 34.000 km thôi. 4 lớp riêng theo xe còn rất là dày luôn, thì quý anh chị chúng ta có thể di chuyển thêm khoảng độ 30.000 km nữa mới có thai nha. Mâm nè quý anh chị, bộ mâm rất chắc chắn, rất khỏe luôn nha quý anh chị. Rồi đăng kiểm ở đường bộ nè quý anh chị, xe thì còn đăng kiểm ở đường bộ thêm 1 năm nữa tới tháng 6 năm 2023 lận, thì quý anh chị chúng ta để nguyên mà dùng nha. Xe thì không có bị dính phạt nguội, không về vấn đề pháp lý thì quý anh chị chúng ta yên tâm nha. Khi đã chúng ta đã vô hãng ta mua xe rồi thì chúng ta yên tâm về phần chất lượng nè, về phần pháp lý xe nè. Cửa nẻo của xe nè quý anh chị, cửa zin nước sơn zin nha. Đây, cửa zin sùng chỉ còn nguyên luôn nè quý anh chị. Xe không có đụng vô mấy phần này. Rồi ốc ác này nọ nè quý anh chị. Đây, quay cụ thể cho quý anh chị thấy luôn. Camry 2.5Q, một mẫu xe sang nha quý anh chị. Cửa nẻo phía sau nè. Xe nhập khẩu ở Thái Lan nha quý anh chị. Rồi, đã được dán phim và cái viền che mưa rồi. Nhìn cái phơm, nhìn cái trường xe nó dài và tạo cho cái xe nó sang trọng và bên trong rất rộng rãi luôn nha quý anh chị. Tí xíu nữa mình vô trong mình coi cái sự rộng rãi của xe nha. Rồi mâm lớp sau nè quý anh chị. Đây, lớp zin theo xe nha. Mâm nè. Rồi phía sau xe nè quý anh chị, xe thì có cảm biến sau nè. Rồi 2.5 mạnh mẽ nè. Đèn rất là đẹp luôn, đèn zin hết luôn, chưa từng thay thế những cái ví dụ đèn này nọ, cửa nẻo này nọ, capo cốp này nọ, chưa từng thay thế. Mọi thứ đều zin theo xe hết trơn nha quý anh chị. Còn cái cản sau bên đây á, thì lúc trước chắc cũng có sơn dặm nè quý anh chị, không phải nước sơn riêng nha, có sơn dặm rồi. Tuy nhiên là chạy xước là sơn dặm là bình thường nha quý anh chị. Xe cộ mình chạy á, mình bị qua vẹt chạy xước là bình thường. Quan trọng một vấn đề là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tô đồng hồ thôi. Đó là những cái tiêu chí tiên quyết hàng đầu khi mà hãng bán một ra một chiếc xe nha quý anh chị. Rồi cửa nẻo bên phía tài nè quý anh chị. Đây, nó quay cụ thể cho quý anh chị thấy luôn nha. Sùng chỉ còn nguyên, rất là liền lạc luôn. Xe đóng cửa chắc nịch luôn nha quý anh chị. Còn nghe rất chắc nịch luôn nè. Đó. Rồi, về phía nội thất xe nè quý anh chị. Đây, bước vô khoang lái nè. Quý anh chị ta phải thấy bên cái cửa tắp đi cửa nè. Đầy đủ những tính năng luôn. Đó, nhớ vị trí ghế lái nè. Rồi cửa kính tự động 4 cửa nè, gập gương tự động nè. Đó, rồi bước vô cái ghế ngồi nè. Đó, ghế chỉnh điện nè. Đó. Vô lăng nè, rất là mới luôn nha quý anh chị. Xe chạy có 34.000 km thôi. Rồi cái đầu là cái đầu DVD rất xịn sò luôn nè. Điều hòa tự động 3 vùng, số tự động nha quý anh chị. Ghế da zin nha. Xe thì nói chung là nguyên bản giống như mua xe mới nha quý anh chị. Rồi phía sau xe nè, đó có cái tựa tay phía sau nè. Nguyên cái bảng điều khiển chưa có bóc tem ni lông ra luôn nè, còn như mới luôn. Quý anh chị nào chúng ta mua cái xe này á, chúng ta có điều kiện chúng ta mua cái xe này đi gia đình là khá là ok rồi. Chắc xe thì như mới rất sạch sẽ. Rồi với mức giá bán là 1.187.000.000 nha quý anh chị. 1.187.000.000 thì quý anh chị ta đã sở hữu được một chiếc xe Camry 2.5Q 2019, một chiếc xe sang nha quý anh chị, để chúng ta đi gia đình rất rộng rãi, rất thoải mái và rất an toàn luôn. Thì nếu như quý anh chị ta đang quan tâm mẫu xe này, cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán hoặc là những vấn đề về góp ngân hàng để mua xe thì hãy gọi cho mình, mình sẽ tư vấn đến quý anh chị cụ thể trước, rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế, lái thử cảm nhận, rồi chúng ta quyết định có mua hay không nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem clip review chiếc xe Camry 2.5Q 2019 của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha. Xin chào.